Xin chào mọi người, hôm nay Vân tiếp tục đến với buổi thứ 20 của liệu trình Premium Gold Key Select tại Jackson Beauty. Mọi người hãy cùng theo chân Vân nhé. Chào bạn. Như mọi người cũng thấy thì không gian ở đây làm cho mình có cảm giác rất là giống ở Hàn Quốc. Cảm giác khi đến Jackson y chang như lần Vân sang Hàn Quốc du lịch vậy, lại còn thoang thoảng mùi thơm rất dễ chịu nữa. Bây giờ thì Vân rất là hào hức để bắt đầu liệu trình ngày hôm nay. Mọi người hãy cùng chờ xem trong liệu trình sẽ có những liệu pháp đặc biệt như thế nào nhé. Đây là lần đầu tiên mà Vân được trải nghiệm một cái phương pháp làm đẹp đặc biệt đến như vậy. Và đây là một phương pháp cổ truyền tại Hàn Quốc thì đã được 40 năm rồi. Còn Jackson Beauty về đến Việt Nam là 4 năm. Và mình cũng là một trong những người nghệ sĩ may mắn đầu tiên được trải nghiệm dịch vụ premium Gold Key Select này. Lúc đầu khi mới làm thì cô viện trưởng khá là mạnh tay và mình hơi đau. Chắc là mất khoảng 3 buổi đầu là khá đau mọi người ạ. Nhưng mà nó rất là hiệu quả bởi vì tác động trực tiếp lên các cái hệ cơ, xương và cả hệ bạch huyết ở dưới da của mình nữa. Thì nó sẽ làm cho da mình được đào thải độc tố này, hồng hào hơn, các cái sự lưu thông ở dưới da nó sẽ tốt hơn. Quan trọng nhất là các cái bó cơ nó mềm ra và sau đó thì mới có thể tác động lực được đến những cái vùng xương của mình để làm cho mặt thon gọn hơn. Và nếu mà mọi người không sợ chịu đau ấy thì mọi người sẽ cố gắng đến buổi thứ tư thôi là hết đau luôn. Và từ đó trở đi cho đến buổi thứ 20 thì mọi thứ diễn ra rất là nhẹ nhàng và hiệu quả thì có thể nói là trông thấy. Mỗi một buổi về thì mình sẽ được cầm về một chai serum như thế này. Và đây gọi là Energy Serum, được chiết xuất từ nấm đông cô để mình có thể chăm sóc tại nhà vào các buổi tối và các buổi sáng nữa. Thì mình thấy đây là một cái loại serum rất là hiệu quả và cũng là một trong những thứ mà giúp cho da của mình đẹp hơn. Ngoài ra thì ở đây còn có một cái liệu pháp rất đặc biệt, đó là sử dụng thanh tre nhập khẩu, gọi là liệu pháp bamboo, để nắn chỉnh lại cái phần xương của cơ thể của mình, ở phần cổ vai gáy này khi mà mình mệt mỏi này, của phần xương hông, phần xương eo thì đều dùng đến cái thanh tre này để có thể nẹp và cố định lại. Như vậy thì dáng của chúng ta sẽ thon gọn hơn, cũng như là cái sự lưu thông ở dưới da của mình cũng sẽ tốt hơn. 고객님은 얼굴이 다름한 편이신데 광대랑 턱 라인 자체가 경계선이 없는 얼굴형이었어요. 얼굴형 자체가 광대랑 턱이 더 다름해질 수 있도록 저희가 턱을 더 집중해 드렸고요. 이목구비 자체가 뚜렷하게 나오게끔 집중해 드렸어요. 일단은 셀럽 관리 자체가 뱀부 관리를 통해서 봄 라인 자체를 예쁘게 만들어 드리고 있거든요. 일단 얼굴이 예뻐지기 위해서는 딱딱한 음식을 좀 피해주시고 이를 꽉 깨묻는 습관을 좀 피해주시는 게 좋아요.